Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân, bông bé bẩm, xô xí sọng và mím mồm mím. Thì ở tập trước đó cả nhà, hung thủ trong lúc mà phá lồng đèn của chị Hiền để lại rất nhiều dấu vân chân ở trên phòng của chị Hiền luôn. Bây giờ chỉ cần dựa trên cái dấu vân chân đó là có thể tìm ra hung thủ đó cả nhà. Bây giờ chị Hiền mới để ý nha cả nhà, quá trời dấu chân. Nhưng mà chị, cả nhà để ý không? Đây chính là dấu chân chỉ có 4 ngón thế này cả nhà. Dô, tại sao Su lại quan sát chị Hiền cả nhà? Vân tay, vân chân của em Su nghe cả nhà. Bây giờ chị Hiền sẽ ướm cho thử nghe. Đúng rồi mọi người. Đây rồi mọi người ơi, cái dấu này tập hợp ở dưới phòng của mẹ rất là nhiều luôn. Anh Hiền nói là cái gì? Anh bị giấu cái lông đèn của anh chứ không sợ hung thủ nó phá. Ông là hung thủ phá hỏi lông đèn của chị đúng không? Thấy không? Trời ơi. Và hiện tại em Bông chính là đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án lần này đó cả nhà. Thì liệu như em Bông có bằng chứng ngoại phạm để chứng minh mình không phải là hung thủ trong cái việc phá lồng đèn của chị Hiền hay không? Thì mời cả nhà đón xem ở tập ngày hôm nay nha. Su có mặt rồi nè Hiền, kiểm tra đi Hiền. Đây đây cả nhà, đây là giường của Bông nè, Su bước xuống đây. Bước xuống, bước vô giường kiểm tra, có thử là có tay vật để lại không? Su đánh hơi đi Su. Su kiểm tra đi, mình phải kiểm tra kỹ cái hàng dưới gối. Bông kêu là Bông đặt cái tóc ở dưới gối của Bông đó cả nhà. Hiện tại trong không có gì hết cả nhà. Xe Su vô đây Su gãi. Su đi ra. Su không có giúp được gì cho chị Hiền hết trơn á. Bây giờ mình sẽ coi dưới nệm của em Bông có gì không nghe nha. Có cái gì kìa. Không, ủa. Không có gì hết cả nhà, đây là cái không. Ở dưới giường của Bông không có, ở dưới gối cũng không có. Đây là cái mông của em Bông vậy nha. Ủa. Sao bao Su ơi, dưới thực sự là trong giường của Bông có cái tóc này cả nha. Mà trên cái tóc đây nó còn dính dấu vết màu đỏ. Vậy có khi á là bị Bông nói sự thật á cả nhà ơi. Đúng rồi, Bông rất là sẽ chơi với mấy cái đồ như cái tóc này nè, nó Bông tìm đồ chơi á. Su ơi, Su cứ tin lại em Bông á. Cái Su nói cả nha là có khi em Bông nói sự thật á. Bông rất là thích chơi mấy cái tóc như vậy, cho nên Bông vô chơi phòng của chị Hiền, Bông lấy cái này ra. Thì cái chân của Bông lúc đó nó vô tình nó dính với vết đỏ, cho nên nó mới làm in dấu vân tay ra khắp phòng của chị Hiền. Chứ thật sự ra Bông không phải là người phá lồng đèn của chị Hiền đâu. Ok cả nhà, thì liệu như em Bông có phải là hung thủ không cả nhà? Chị Hiền đã tìm thấy chiếc tóc mà em Bông nói ở trong phòng của em Bông. Vậy sự việc là như thế nào? Thì vào ngày hôm đó đó cả nhà, thì em Bông có thực sự lên phòng của chị Hiền. Tuy nhiên em Bông lên phòng của chị Hiền là để em Bông tìm cái tóc đó cả nhà. Đấy mọi người, em Bông có vô phòng của chị Hiền. Ở trong phòng của chị Hiền lúc đó, cái lồng đèn ông sao vẫn còn nguyên vẹn đó cả nhà. Cả nhà có thấy không? Lúc này đó cả nhà, là cái tóc của em Bông nó bị kẹt ở dưới cái gầm tủ của chị Hiền. Lúc này em Bông đang cố gắng hết sức để lấy cái tóc ở trong cái gầm tủ bị kẹt ra. Thì em Bông phải lôi cái lồng đèn ở một bên thì mới có thể lấy được cái tóc ra đó cả nhà. Chứ không phải là em Bông phá lồng đèn đâu. Và trong cái quá trình đặt cái lồng đèn qua một bên để lấy cái tóc ra chơi đó cả nhà, thì vô tình á em Bông để lại dấu vân chân của mình ở trong phòng của chị Hiền. Sau khi mà em Bông để tìm thấy được đồ chơi của mình là cái tóc ở trên phòng của chị Hiền, thì em Bông ngay lập tức quay trở về phòng của mình để chơi đồ chơi đó cả nhà. Cho nên á, cái dấu vân chân nó mới dựng hẳn đến giường của em Bông. Vậy thật sự em Bông không phải là hung thủ đâu mọi người ơi. Lúc mà em Bông bỏ đi khỏi phòng của chị Hiền thì cái lồng đèn vẫn chưa bị hư cả nhà. Đây là dấu vân chân mà Bông để lại tại hiện trường nè. Nói vậy có khi là mẹ cả nhà. Chỉ còn lại một đứa, nếu không phải là Su, không phải là anh Xiên, không phải là Bông, không phải chị Hiền, không phải Miu, chỉ còn lại một mình mẹ thôi. Vậy có khi mẹ chính là hung thủ đó mọi người. Su nói là bây giờ Su bắt mẹ đi. Nhưng mà mẹ lớn lắm kìa Su. Chị Hiền mà bắt mẹ làm mẹ là mẹ quýnh chị Hiền á. Su nói để Su bắt cho. Ví dụ như mà có chuyện gì xảy ra là mẹ sẽ quýnh Su, không sao đâu. Bây giờ anh em mình phải bố trí một cái bẫy. Bẫy gì hai? Ừ, như bẫy lưới vậy á. Để chi, để khi á mà mẹ về á, mình lấy cái bẫy lưới mình chụp lên đầu luôn. Chắc chắn luôn. Tan vật những cái thứ mà mẹ để gây án á, nó sẽ còn lại cho người mẹ. Lúc đó mình chỉ có mình lục người mẹ là mình ra thôi. Nhưng mà hai chắc chắn là mẹ hả? Thì theo suy luận của anh em mình nãy giờ thì chắc chắn là mẹ thôi. Ok cả nhà, vậy lần này chị Hiền sẽ liêu một phen. Chị Hiền sẽ bắt mẹ lại.
bự gì á, trong nhà chỉ có một mình mày luôn. Chuyện gì xảy ra á thì anh Sen sẽ là người chịu đòn với chị Hiền cả nha. Bây giờ bây giờ chị Hiền nghĩ ra một kế là sẽ lấy em bông để lấy mồi nhử cả nha. Mình sẽ lấy bông ở giữa, xong đó mình sẽ chùm một cái lưới lên trên đầu, chỉ cần mày vô mày giải cứu em bông mình sẽ chụp mày lại nha cả nha. Ok cả nha, thì cuối cùng á tất cả những manh mối đều chỉ vô một người, chính là hung thủ. Đó là ai? Đó là cô Bảy. Đúng rồi, đó chính là mẹ của em Su Bông và mình. Vì vậy á, team bọn mình đã tập hợp lại với nhau nhằm mục đích đó chính là tạo ra một cái bẫy để có thể tóm gọn được hung thủ. Bởi vì lần này á cả nhà, hung thủ rất là khỏe luôn. Hung thủ là người lớn, đúng không Thảo? Đúng rồi anh. Theo Thảo nhận định thì cô Bảy như thế nào? Hiện nay em thấy cô Bảy rất là lén luôn anh. Mỗi lần mà tô son đánh phấn trang điểm á là cô chi kiếm mắt không à. Vậy hả? Còn Su thấy mẹ có đáng nghi không? Quá đáng nghi luôn cả nhà. Bông đồ với mẹ mà. Bông cũng đồ. Không khai đâu. Bông không khai đâu cả nhà. Bông cũng đồ với mẹ. Tuy nhiên nếu mà mình để bông ở phía dưới, chắc chắn á là bông sẽ thông báo cho mẹ. Vì vậy mình phải dẫn bông lên đây luôn để bông không thể nào thông báo là bọn mình đang làm một cái bẫy bắt mẹ, đúng không Thảo? Đúng rồi anh. Rồi, ok cả nhà. Thì ở đây á là bọn mình đã tập hợp lại các thành viên của team, gồm có bé Thảo, Su, Bông, anh Sen. Và đây là chị Hiền. Đúng rồi cả nhà, còn hiện tại em Miu đang ở dưới. Em Miu canh cơ thể mẹ mà về là em sẽ chạy lên em Miu thông báo đó mọi người. Thì cả nhà có biết không, chị Hiền là người bị phá hoại cái lồng đèn. Vì vậy chị Hiền rất là tức. Chị Hiền đã chuẩn bị cái gì này cả nhà? Cái cây này cả nhà. Cái cây đây á là mình ví dụ mẹ mà phản kháng á là mình sẽ dùng để mình khống chế mẹ cả nhà. Là... không mình đánh mẹ đâu. Khống chế cả nha. Khống chế thôi. Rồi sao Thảo? Tuy mình không biết vụ này cho nên mình vẫn sẽ tham gia để xem thử có ai đúng ai sai nha mọi người. Là cái bẫy để làm sao hay. Đây, anh đã chuẩn bị một cái bẫy. Vì mẹ rất là khỏe. Mẹ có thể đánh lại. Vì vậy á là mình phải trói mẹ lại hả? Đúng rồi. Trói thì không đâu, không trói được. Mình sẽ bố trí một cái mền. Có nghĩa là như thế này nè Thảo. Ôm mẹ lại đúng không? Đúng rồi. Thảo đứng lên. Anh kể cho. Đó. Rồi. Thảo đứng vô trong xe vô, tủ lạnh. Rồi, Thảo cầm cái mền, Thảo đứng như nè. Rồi, đứng rồi. Nấp sau cái mền. Đúng rồi, Thảo nấp có nghĩa là Thảo ngụy trang hết cả nha. Để làm cái gì? Để khi mà anh dụ cô Bảy lên lỡ đâu ra như nè. Khi mà anh dụ mẹ lên đúng không? Ở đây. Thì sao? Thì có nghĩa là bây giờ anh đang đi vậy, Thảo làm gì Thảo? Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Sau đó là Thảo quýnh. Đúng rồi. Thảo quýnh là cô Bảy thì quýnh là Thảo đó. Tất cả các thành viên trong team đều leo ra chứ, chụp lại. Đó, khi mà mẹ nằm trong cái mền chắc chắn luôn là mẹ không có khả năng chống cự được. Đúng chưa? Nhưng mà như vậy lỡ như sức của mẹ mạnh hơn sức của Thảo, mẹ quần lại mẹ chụp Thảo thì sao? Còn anh Thắng còn anh nè. Bọn mình có 4 người lận mà. Mà đâu? Vậy hai phải đứng ở một chỗ để mẹ không thấy hai rồi hai mới leo ra được chứ. Anh xem đây. Được rồi, anh xem nó vào đây. Đây nè. Đây. Anh xem thì người như thế này. Hả? Anh xin kỳ trang. Ok chưa? Em thấy đưa quá chị. Là để cho cậu bạn chú ý á. Thắng phải bắt rồi. Em chụp lại. Rồi. Nhưng mà Su Bông. Bây giờ còn Su Bông. Đây. Su sẽ có nhiệm vụ là đi xuống dưới để canh mẹ về. Khi mà mẹ về á, Su sẽ sủ lên. Su sẽ làm mồi nhử. Su sẽ dẫn mẹ lên trên đây. Không. Su không làm mồi nhử được. Su chỉ là người gọi là thông báo thôi. Mẹ về là Su thông báo cho anh em mình biết trên đây. Còn cái mồi nhử là biết ai không? Là ai vậy? Là em Miu. Là em Bông. Bông ơi. Bông biết rồi, Bông bỏ chạy rồi kìa. Bông ơi. Biết chạy vậy chắc chắn là mẹ rồi. Thiệu. Bông không muốn hợp tác trong cái nhiệm vụ lần này cho nên Bông bỏ chạy đó mọi người. Đúng rồi. Bông sẽ là người để làm cái bẫy. Vì vậy á cả nhà, bây giờ Bông phải nằm đây im lại. Em biết không? Bây giờ á, mẹ thông minh lắm hai. Mình phải làm sao như là cho Bông bị thương á, để mẹ lên trên đây á. Mẹ thấy Bông bị thương xong mẹ mới mất cảnh giác. Mình mới trong lúc mà mẹ sơ cứu cho Bông mình mới chụp mẹ được. Ok, đúng rồi, bây giờ vậy phải kiếm cái gì làm cho Su Bông. Kiếm băng gạc đi anh. Ok. Đúng rồi, kiếm băng gạc. Bây giờ sẽ hóa trang cho Bông để giống như là Bông đang bị thương để mẹ lên á. Mẹ hoảng lại, mẹ cho sơ cứu cho Bông rồi mình sẽ chụp mẹ cả nha. Được á, hợp lý, ok. Như vậy nha, bây giờ anh Thắng sẽ tiến hành hóa trang cho em Bông nha. Hay đang làm cái gì vậy hai? Đây. Anh đang tạo ra hiện trường có chính là thuốc đỏ. Nó rất là giống giống máu luôn. Bây giờ anh xem sẽ để đây. Để chi? Để khi mà mẹ lên á, mẹ sẽ tưởng là Bông bị thương. Nên năm ra là Bông vết thương, Bông nó nằm ở đây. Lúc đó là Bông, mẹ sẽ kiểm tra người Bông. Khi đó là Thảo chụp mẹ lại nha. Dạ. Ok, rồi bây giờ anh xem sẽ đặt ở đây. Mau đi đó. Còn Su bắt đầu đi xuống dưới. Để có thử mẹ về chưa thông báo cho anh. Đi xuống. Mình sẽ bắt đầu đứng đây. Mình bịt cái này lên lại để cho cậu bạn không phát hiện nha. Để giống hơn là mình sẽ ngồi chứ đứng quá nhìn nó cao quá nó sẽ bị phát hiện mọi người.
Ok cả nhà, tất cả mọi thành viên đều vào vị trí để có thể tiến hành bắt hung thủ để phá lồng đèn của chị Hiền, đó chính là mẹ. Bây giờ Thảo sẽ vào vị trí núp sau cái mơ này nha cả nhà. Còn đây là em Bông cả nhà, Bông cũng để vào vị trí, Bông sẽ giả bộ là mình bị thương để dụ mẹ lên, sau đó sẽ tiến hành bắt mẹ lại nha cả nhà. Su lúc này đang ở phía dưới để coi thử mẹ đi chợ về chưa, và hình như là mẹ đi chợ về rồi hay sao đó mọi người. Sau khi mà quan sát thấy mẹ đã đi chợ về thì bây giờ em Su sẽ lên trên lầu để thông báo cho mọi người biết, chuẩn bị tinh thần để bắt mẹ đó cả nhà. Lúc này thì mẹ đang từ từ tiến vào nhà và mẹ đã quan sát thấy em Su rồi. Su lúc này ngay lập tức dùng cái tiếng của mình để tạo sự chú ý, để mẹ chú ý đến Su để dụ mẹ lên trên lầu đó cả nhà. Su cho sao nặng quá. Su Bông ơi, nặng quá, đây là phân đồ cho cha mẹ. Su Bông, mày đứng đâu bà? Su Bông ơi, phân đồ cho mẹ nặng quá. Ủa chứ sao con Bông, con Su nó bảo nó chạy đi, nó không xách đồ cho mẹ ta. Su, đi lên làm gì đó mà không xách đồ cho cha mẹ con. Đi chợ về mà nhà cửa bỏ vậy mà không có đứa nào ở nhà vậy. Con Bông đâu cũng không thấy nữa. Lúc này thì em Su đã gây được sự chú ý của mẹ rồi cả nhà. Mẹ đã biết là em Su bỏ lên trên lầu và mẹ đang tìm hiểu nguyên nhân tại sao Su không giúp mẹ mà Su lại bỏ chạy lên trên lầu đó mọi người. Lên xem lên lầu coi thử con Su nó làm cái gì mà nó bỏ nó chạy lên lầu đây mà nó không xách đồ cho mẹ mà nó cũng không coi nhà luôn. Đó cả nhà, Su đã thành công gây sự chú ý của mẹ rồi. Bây giờ mẹ sẽ tiến hành lên lầu tìm em Su đó. Ê, nghe không, nghe không, nghe cái tiếng Su không? Ê, Su chạy lên đi hai. Ê, Su lên, Su lên, Su. Về rồi. Mày về của mày về. Bây giờ nhanh chóng, nhanh chóng triển khai hành động đi hai. Đúng rồi, bây giờ nhà phải nhanh lên chứ không á là mẹ lên đây là không kịp. Rồi, vô vị trí, vô vị trí. Thảo, vị trí của Thảo đâu? Bây giờ phải nhanh chóng triển khai vào vị trí cho mẹ lên rất là nhanh đó mọi người. Thôi làm nút. Thôi bỏ làm xuống. Thôi bỏ đây. Thôi Thảo, vị trí đi. Rồi hãy nấp đi. Rồi. Mọi thành viên đều đang vào vị trí một cách hoảng loạn cả nhà, tại vì mẹ lên nhanh quá, bây giờ chị Hiền cũng phải đi núp đây. Bông, Hiền, Hiền ơi. Ủa Bông, mà sao con bị gì vậy Bông? Chết cha rồi, sao cái gì vậy? Cái gì nó sâu, sao em bị gì vậy? Chết cha rồi, cái này ở đâu đây? Bông, Bông, con bị thương hả Bông? Sâu, em thương em đây. Hả? Sao Bông bị xe mày mày là hung thủ trong vụ án phá lồng đèn của đội chị Hiền hay không thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha.